Ngọc Chi xin mến chào anh em. Thì trong clip này Chi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy hút bụi của Husqvarna với mã là HHD201. Và dòng máy hút bụi này rất là gọn nhẹ cho anh em có thể dễ dàng mình hút bụi ở sàn nhà hoặc là trần nhà nè, những nơi mà bụi bẩn như là ở ghế sofa, ngõ ngách các thứ nha anh em. Và chi tiết về máy này như thế nào thì bây giờ Ngọc Chi xin mời anh em cùng theo dõi nha. Với dòng máy hút bụi của Husqvarna HHD201 này thì anh em sẽ thấy là máy của chúng ta rất là gọn nhẹ và đẹp phải không nào? Với màu đen cũng như là màu xanh rất là đặc trưng và bắt mắt của Husqvarna nè anh em. Đây thì chị sẽ cầm lên cho anh em cùng xem. Máy vô cùng gọn luôn, chỉ nặng có 11kg thôi nha anh em. Với dòng máy này thì chúng ta sẽ chia làm hai phần. Đó là phần trên là phần động cơ của chúng ta, còn phần dưới là phần để anh em có thể chứa bụi cũng như là chứa nước dễ dàng, với dung tích lên đến là 20 lít nha anh em. Đây thì phần dưới anh em sẽ thấy là chất liệu của chúng ta làm bằng inox nè. Với chất liệu bằng inox này thì sẽ giúp cho chịu được va đập mạnh cũng như là rất là bền nha anh em. Anh em sẽ thấy là chúng ta di chuyển dễ dàng nè, nhờ vào bốn bánh xe bên dưới nha. Đây bốn bánh xe nha anh em, hai bánh xe phía trước và hai bánh xe phía sau. Ngoài ra thì anh em còn được trang bị thêm là một tay cầm nè, giúp cho việc là mình dễ dàng cầm nắm lên xuống nha anh em. Dòng máy này thì Ngọc Chi thấy là chúng ta sẽ có được là một công tắc đóng mở. Và lúc này là Chi rất là thích cái công tắc này, bởi vì là công tắc của mình rất là lớn nè, cho chúng ta dễ dàng trong việc là mình thấy và mình có thể nhắn dễ dàng. Thì sau đó là phía trước là anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có được một lỗ nè. Và anh em sẽ gắn cho Chi là một cái ống guộc gà nha anh em. Một cái ống guộc gà, thêm vào đó là cần nó dài của mình lên đến là 3m2 cho anh em lần đấy. Và sau đó là Chi sẽ gắn vào cho anh em cùng xem nhé. Với ống guộc gà thì có hai ngạnh sẽ giúp cho anh em có thể là gắn dễ dàng và đưa vào bên trong của máy nha. Còn một đầu còn lại thì anh em chỉ cần gắn với cần inox của mình là được. Tất nhiên là chúng ta sẽ có được một cái bàn trải sàn nè anh em. Với bàn trải sàn này thì anh em có thể là có đường kính rất là dài nè, cho anh em dễ dàng trong việc là mình dọn dẹp trong một thời gian ngắn. Đó, anh em chỉ cần chà sàn như thế này. Đặc biệt là dòng trải sàn này còn có thêm là một cái cần gạt nè. Lúc này là anh em chỉ cần là mình nhấn ở đây, là sau đó là mình sẽ ra được nguyên một cái bàn chải nha anh em. Với bàn chải này thì sẽ giúp cho anh em có thể là dọn dẹp được những cái bụi bẩn bám rất là khó ở trên sàn nhà mình nhé. Ngoài ra thì anh em còn được cung cấp thêm là một phần đầu ống của mình nè. Với phần đầu ống này thì có được các lưới cước sẽ giúp cho anh em có thể là chà sạch được những cái bụi bẩn bám lâu ngày ở trên sàn nhà mà khó ra nha anh em. Đây thì anh em sẽ có được là ba đầu ống, cũng như là chúng ta có được bàn chải sàn nè, cũng như là một đầu ống anh em có thể hút bụi trên sofa, và một đầu ống để anh em có thể là hút được những cái bụi bẩn mà bám trên sàn nhà lâu ngày. Và tiếp theo thì chị sẽ mở máy ra cho anh em cùng xem nhé. Với dòng máy này thì được trang bị là hai bát cài bằng inox, rất là dễ dàng cho việc là anh em mở ra hoặc là chúng ta gài lại. Đó, thì máy mình chia làm hai phần nè anh em. Một phần bên này là phần động cơ, còn bên này là một phần để anh em có thể chứa được bụi cũng như là nước. Với phần động cơ ở trên nè, còn ở dưới thì anh em thấy cái trắng trắng này là HEPA filter. Với HEPA filter thì có thể là nguyên lý là khi mà không khí cũng như là bụi của mình qua HEPA filter này thì bụi được giữ lại ở đây nhé anh em, còn không khí sạch thì tiếp tục được đưa vào động cơ. Đó, thì lúc này thì trong một thời gian dài anh em sử dụng là cái bụi của mình bám trên HEPA filter lâu ngày nè thì sẽ bị dơ nhé anh em. Và Chi có lời khuyên cho anh em là anh em nên lấy bàn chải khô để chúng ta có thể dễ dàng
vệ sinh được cái hay bao filter này nhé. Máy này ngoài chức năng là hút bụi cho anh em là ngay chân lỗ này nha anh em, thì phía sau còn có thêm chức năng là thổi bụi. Thông qua đó là anh em có thể là gắn được đầu ống của mình vào cái lỗ này là anh em có thể thực hiện được cái việc mà mình thổi bụi nhé. Sau khi đã giới thiệu chi tiết thì Chi tin chắc rằng là dòng máy hút bụi của Husqvarna HHD201 này sẽ giúp cho anh em có thể dễ dàng dọn dẹp cũng như mình vệ sinh nhà cửa, phải không nào? Đặc biệt là Ngọc Chi bảo hành dòng máy này lên đến là 12 tháng cho anh em, cùng với đó là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhấc điện thoại lên để gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình là đã có thể sở hữu được một dòng máy hút bụi cực kỳ gọn nhẹ này rồi nhé. Còn bây giờ thì chương trình giới thiệu chi tiết của Ngọc Chi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.